thời. Có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Ba la mã, thế nào là năm pháp cần phải biến tri? Năm thủ quẩn: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Đó là năm pháp cần phải biến tri. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của ngài Pháp sư Giác Giới biên soạn. 262, năm pháp cần biến tri. Vajinyaya Dhamma, tức là năm thủ quẩn. Panchupada Rakkhantha, một sắc thủ quẩn. Rupupada Rakkhantha, tức là bức sắc gì thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, thô tế, xa hoặc gần mà bị chấp thủ thành cảnh lậu. 2. Thọ thủ quẩn. Quê đáp nu ba đa nát khanh thá, tức là bất cứ thọ gì thuộc quá khứ vân vân, xa hoặc gần mà bị chấp thủ thành cảnh lậu. 3. Tưởng thủ quẩn. Banh nhu ba đa nát khanh thá, tức là bất cứ tưởng gì thuộc về quá khứ vân vân, xa hoặc gần mà bị chấp thủ thành cảnh lậu. 4. Hành thủ quẩn. Sankharuvada nát khanh thá, tức là bất cứ hành gì thuộc về quá khứ vân vân, xa hoặc gần mà bị chấp thủ thành cảnh lậu. 5. Thức thủ quẩn. Vinh nha nu ba đa rách khanh thá, tức là bất cứ thức gì thuộc quá khứ vân vân, xa hoặc gần mà bị chấp thủ thành cảnh lậu. Đây là sự phân biệt giữa quẩn khanh thá và thủ quẩn u ba đa ná. U ba đa ná, năm quẩn nói là tổng quát danh sắc hữu vi, năm thủ quẩn là nói giới hạn các quẩn còn bị chấp thủ, còn thuộc cảnh lậu. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bản kinh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con dâng bích kính sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Thạch, đức Thanh Tâm, đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học Bức Thá Tâm Má ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục pháp năm chi, nói về Parinigya Dhamma, tức là năm pháp cần phải được biến tri, cần phải được xem xét kỹ lưỡng, rõ ràng. Đó chính là Panchupada Nakantha, tức là năm thủ quẩn. Và đây có thể nói là một cái cách thức để mà chúng ta quán xét, nhìn lại chính bản thân mình, coi bị chấp chặt, mình nắm giữ những cái gì, và từ đó nó tạo lên những cái hệ lụy. Panchupada Nakantha này là một chi pháp được Đức Thế Tôn ngài đề cập ở trong phần Khổ Đế. Đó là pháp cần phải được biến tri. Rồi, bây giờ trước khi bắt đầu thì
ta làm lễ Tam Bảo, sau đó mình sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành làm lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức của giáo pháp, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng, những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc toàn phàm và mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, ở đây khi nói đến Panchu Pada Nakhantha, tức là năm năm thủ uẩn đó. Và trước hết chúng ta phải hiểu như thế nào là Upadana, hay còn gọi là thủ đó. Trong giáo lý duyên sinh chúng ta thấy có hai cái chi pháp, đó chính là ái duyên cho thủ. Thì thưa quý vị, ở trong A Tỳ Đàm khi được giải thích về sự khác biệt giữa ái và thủ ra sao thì đã được các ngài A Sa Lê trình bày như sau. Trên khía cạnh thực tánh pháp thì ái và thủ đều là có nguồn gốc từ tâm sở tham. Tuy nhiên nó có sự khác biệt về sức mạnh. Sức mạnh khi mà ái được cường thịnh mãnh liệt thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành, nó sẽ bước qua một cái giai đoạn, đó chính là thủ. Nó cũng giống như là khi chúng ta nhìn thấy một cái vật gì đó, đầu tiên mình khởi lên cái ý muốn lấy cái vật đó, và khi mà mình chạm tay vào để mà lấy vật mà mình khởi tâm ham muốn đó, thì đó nó cũng ví như là ái. Rồi khi mà mình đã có được vật đó rồi thì cái vật đó là cái vật mà mình ưa thích, mà mình giữ nó chặt, mình giữ nó rất là chặt và cất giấu nó rất là kỹ, vốn không để cho coi như là ai khác có thể tước đoạt được cái vật đó lại từ bản thân mình. Thì cái giai đoạn sau đó, thưa quý vị, nó cũng có thể chúng ta hiểu theo cái khía cạnh đó, chính là thủ. Hay nói một cách vắn tắt là ái mạnh thì thành ra thủ, ái mạnh thì thành ra thủ. Vì thế đâu, như vậy chúng ta đã hiểu được khi nói đến thủ là khía cạnh mãnh liệt của sự ham muốn, của sự dính mắc. Rồi, đó là điều thứ nhất. Hay nữa, ở đây thưa quý vị, thực ra trên cái sự cấu thành của pháp hữu vi ấy, nó vốn gồm có sắc. Khi chúng ta phải nói một cách quá cao, bởi vì trong trường hợp nói tổng quát là nó bao gồm luôn cả những cái sắc uẩn nó bị chấp thủ, và luôn cả sắc uẩn nó thuộc trong cái phạm vi không có bị chấp thủ. Và tương tự như vậy đối với thọ cũng vậy nữa. Hành, tưởng và thức cũng như thế.
Khi chúng ta phân chia ra hai cái trường hợp như vậy thì mình có thể thấy rằng nói đến năm thủ uẩn là chúng ta nói đến cái mặt tiêu của năm uẩn, tức là những pháp thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhưng mà bị chấp thủ và thành cảnh lậu, nó dẫn đến khổ đau. Cho nên chính vì thế mà ở trong phần khổ đế, khi được Thượng tọa Đại Siêu đã trình bày và gợi ý ở trong phần dẫn nhập cho chúng ta thấy rằng khi Đức Thế Tôn Ngài nói đến chi pháp của khổ đó, cần phải được biến tri, thì Ngài đề cập đến năm thủ uẩn. Bởi vì trong trường hợp của sự tu tập đó, thưa quý vị, đối với những tâm thiền nhưng mà không có bị chấp thủ, đối với những tâm sắc giới hoặc là vô sắc giới hoặc là tâm siêu thế, vốn bản chất những pháp đó nó vẫn là pháp hữu vi chứ không phải là không, nó vẫn có những cái thành phần cấu hợp của thọ, tưởng, hành và thức. Và trong trường hợp những pháp này đó là những pháp tốt, cần phải nên tu tập, cần phải nên bồi bổ. Cho nên cái mà chúng ta thấy ở trong bài học hôm nay là đề cập đến một phần nhỏ ở trong một góc của năm uẩn, đó là nói đến khía cạnh năm thủ uẩn. Hơn nữa, sở dĩ ở đây đề cập đến năm thủ uẩn là cũng có ý muốn nhấn mạnh chúng ta thấy được khía cạnh là do bởi sự chấp thủ ở trong quá khứ mà bây giờ ngay trong hiện tại mới dẫn đến mình có năm uẩn ngay trong hiện tại. Và nếu như mà mình vẫn tiếp tục theo cái con đường xưa lối cũ, vẫn tiếp tục nắm giữ chấp chặt ở trong hiện tại, thì sao trong tương lai năm uẩn nó sẽ vẫn có mặt tiếp tục ở trong tương lai. Vì đối với một người mà không có tu tập đó, thưa quý vị, chúng ta thấy không có được học hỏi và không có tu tập đó, khi xứ tiếp xúc với sáu ngoại xứ, nó khởi lên cái cảm thọ, và rồi cái cảm thọ đó nó làm duyên sanh khởi cho sáu ái, rồi sáu ái nó sẽ đến tứ thủ, và tứ thủ nó sẽ hữu, mà hữu ở đây nó có hai chi pháp, thứ nhất là nghiệp hữu và thứ hai là sanh hữu. Nghiệp hữu tức là nói đến cái khía cạnh tính chất thiện ác khi mà mình tạo nghiệp. Còn sanh hữu là muốn nói đến cái tâm tái tục, nếu như mà mình còn thủ, mình còn chấp thủ thì sẽ vẫn tiếp tục có sanh hữu ở trong cái đời sống tiếp theo. Và quá khứ sở dĩ chúng ta đã từng bị rơi vào trong cái tình trạng nắm chặt, cho nên ngay trong hiện tại mình mới phải có sự hiện bày của năm uẩn ngay trong hiện tại. Rồi, thưa quý vị, sở dĩ mà chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng mà chấp thủ đối với
với năm uẩn á, mà mình không có nhìn ra được á, là do mình không có thấy được, à do không thấy được cái bản chất, à, cái bản chất thật sự của năm uẩn, thưa quý vị. Khi mà mình không có biến tri thấy rõ được bản chất của sắc uẩn, thì cái sự nắm chặt, cái sự nắm chặt đối với sắc uẩn nó sẽ tăng lên. Tương tự như vậy đối với thọ cũng vậy, đối với thọ cũng vậy, tưởng, hành và thức cũng như thế. Và trong một cái được gọi là chúng sanh đó, thì trên bản chất nó chỉ là sự lắp ráp, sự vận hành của năm cái thứ này thôi, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc pháp ở đây đó chính là cái hệ vật chất, cái hệ vật chất và cái nền tảng của nó, y cứ đó chính là bốn đại, thưa quý vị. Và còn lại những cái sắc pháp nó được hình thành dựa trên cái nền tảng của bốn đại mà ra, chúng ta còn gọi là 24 sắc, sắc y đại sinh, y đại sinh. Do mình không có cái trí tuệ để mà nhìn ra được cái thực tánh, thực chất của cái thân này, à, và các hệ vật chất nội và ngoại nó như thế nào, thực chất nó là, cho nên mới bị dính mắc, mình mới bị chấp thủ. Đối với thọ cũng vậy nữa, thọ đó chính là tâm sở thọ, chi pháp của nó là tâm sở thọ. Đây là nguồn gốc của tất cả những cái được gọi là vui buồn ở trong cái cuộc sống của mình. Những cái giác ở nơi thân, những cái cảm thọ từ nơi tâm của mình, thì nó đều xuất phát từ cái nguồn gốc là tâm sở thọ. Mình không thấy được, mình không thấy được, mình không có hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của thọ, cho nên chúng ta bị chấp thủ vào thọ uẩn một cách cường thịnh. Rồi đối với tưởng cũng vậy đó, đối với tưởng cũng vậy nữa, tưởng đó chính là những cái tưởng chính là tâm sở tưởng đó, thưa quý vị. Tâm sở tưởng đó là một cái thuộc tính mà nó giúp cho tâm có thể kinh nghiệm được những cái sự vật và sự việc ở trong cái cuộc sống của chính mình. Cái này sự hoạt động của nó rất là nổi trội. Sở dĩ mà chúng ta biết được cái này là được gọi là cái gì, màu sắc, rồi âm thanh, rồi vân vân, những thứ mà mình sống ở trong cuộc đời của mình đó, mà mình nhận biết được, thì dựa trên cái nền tảng của tâm sở tưởng. Do mình không có thấy được cái thực tánh, cái bản chất thật sự của nó, mà dẫn đến sự chấp thủ đối với tưởng uẩn. Còn hành uẩn là gì? Hành uẩn tức là những cái thuộc tính tâm sở còn lại ngoài ra, trừ tâm sở thọ và tâm sở. Như vậy nếu như tổng cộng có 52 tâm sở, thì trừ ra hai cái tâm sở kia rồi, thì chúng ta còn lại là 50 tâm sở. 50 tâm sở nó thuộc về hành uẩn, và chủ yếu là đề cập đến những cái thuộc tính tạo tác, tạo nên những cái tính chất thiện ác,
của tâm, tốt và xấu, thiện và ác của tâm, thì đây thuộc về cái lĩnh vực là hành mẫn. Do mình không có biết rõ, mình không có biết rõ một cái cách trọn vẹn về cái thuộc tính của nó, về cái bản chất của nó, mà mình bị chấp thủ. Rồi cái pháp cuối cùng đó chính là thức uẩn. Thức uẩn ở đây chính là sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, kỹ thức, thiệt thức và thân thức, và cuối cùng là ý thức. Thức nó là một cái sự hay biết một cách thuần túy thôi, thông qua việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và cái nhận biết của tâm. Thì do mình không có thấy được, mình không có hiểu được cái thuộc tính của thức uẩn, mà chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng là chấp trước, một cách mạnh mẽ đối với thức uẩn. Ở đây, trên một cái bước đường của sự tu tập đó, thưa quý vị, trước hết chúng ta phải cần phải hiểu được là ngay trước mặt của bản thân mình, ngay trong hiện tại, mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào, và những cái sự việc nào nó xảy ra, nó đưa đến những cái kết quả ra sao. Sự vận hành đó đó, thưa quý vị, mình phải hiểu được cái nguyên tắc của nó. Nếu như mà chúng ta không có biết được cái phương cách vận hành của một pháp, thì thời mình sẽ không nhìn ra được những pháp nào cần phải được loại bỏ và những pháp nào cần phải được duy trì. Mình sẽ không có phân loại ra được. Đối với một người tu tập ở trong thời gian đầu, thật sự chúng ta rất ái ngại và khó khăn trong việc nhìn ra được, thấy những cái bề trái cũng như cái sự chấp thủ của chính bản thân mình. Thật ra nhìn thấy những điều đó, thưa quý vị, nó cũng không hề đơn giản đâu. Đôi khi trong cái cuộc sống, chúng ta thấy rằng có những người, người ta có những cái quan niệm rõ ràng đó là một cái hành vi, một cái lời nói và cái ý nghĩ nó hoàn toàn rất là lộ liễu, thiên về pháp bất thiện. Nhưng mà họ lại không có công nhận, và họ cho rằng cái điều đó là cái chuyện coi như là thường tình mà thôi, cho nên nó không có cái gì phải đáng xấu hổ, không có gì phải được gọi là tội lỗi hết. Nó có trường hợp như vậy nữa. Chỉ khi nào mình nhìn ra được cái đó là pháp không có nên nắm giữ, không có nên nắm giữ, bởi vì nó là pháp không có tốt, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái bước tiếp theo là cái cơ may thoát khỏi chúng. Việc đầu tiên là mình phải nhìn ra được, đối với sắc uẩn đó, thật sự rất là khó để mà mình quan sát được, thấy được những cái thực tại của pháp chân đế trong cái trí tuệ của thiền quán. Tuy nhiên đối với lãnh vực thuộc về khái niệm đó, thưa quý vị,
thì phần nào chúng ta vẫn có thể thấy được cái bề bất an, cái sự bất toại nguyện, cái sự không có được tốt đẹp của sắc sắc uẩn để mà chúng ta nhàm chán được, chứ không phải là không. Bằng chứng là mình hay nhìn thấy cái lúc mà sắc thân của mình tươi nhuộm, còn tuổi trẻ, còn thanh xuân, nhưng mà mình quên nhìn, mình quên nhìn cái hình ảnh của một người già. Mình thường hay nhớ đến và để ý đến cái lúc mà thân của mình khỏe, chứ mình ít khi nào mình nghĩ đến cái tình trạng lúc thân của mình bị bệnh thì nó rệu rạo tới mức nào, lúc nào. Thưa quý vị, nói đến cái chuyện này á, phải nói thật sự là đối với cái sự cấu thành của cái được gọi là thân nhân loại này, thưa quý vị, tất cả những cái bộ phận của mình đó nó làm việc đó, thưa quý vị, nếu như mà nó bị trục trặc ở bất cứ một cái chi ở ở ở cái điểm nào thì nó cũng là một cái vấn đề khó khăn cho cái đời sống sinh hoạt của mình. Chẳng hạn như nếu như mà mình bị về về đường hô hấp đó, thưa quý vị, thì nó cũng có chuyện. Rồi mình bị trục trặc về cái đường tim mạch đó thì nó cũng có chuyện. Rồi mình nếu như mà những chỗ khác mà nó tốt, nhưng mà nó bị vấn đề ở đường tiêu hóa, thưa quý vị, cái đường thải, thì nó cũng có chuyện. Ăn vô mà không đi ra được thì cũng mệt, rồi đi ra không mà không có thể mà kiềm chế được thì nó cũng có chuyện. Cho nên chính vì thế mà khi thân mình nó bình thường, nó hoạt động bình thường, thì chúng ta không có thấy được cái điều đó, mà mình đi vô những cái nơi mà thăm bệnh nó thì lúc bây giờ phải nói là sợ thật, sợ thật. Cái thân này thật ra nó rất là mong manh, khi mà nó bị trục trặc ở một chỗ nào đó thôi là nó sẽ có chuyện xảy ra, nó sẽ có chuyện xảy ra liền. Cho nên chính vì thế mà trên cái khía cạnh của khái niệm á, mà là cái có thể được nhìn nhận ở ngay trong cái đời sống phổ thông của mình, mà mình lại cũng đã rất là ít nghĩ đến rồi. Mình cứ nghĩ rằng là cái thân của mình nó sẽ lúc nào nó cũng tốt, mọi thứ nó lúc nào nó sẽ vẫn sẽ ok, nhà cửa tài sản vân vân, rồi con cái đủ thứ chuyện hết, nó lúc nào nó cũng sẽ ở trong cái tình trạng tốt đẹp. Nhưng mà thật sự mà nói, bất cứ một cái gì thuộc về sắc pháp nó vẫn luôn luôn nó có nguy cơ thay đổi bất kỳ lúc nào, bất kỳ lúc nào. Cho nên sư thường hay hay nói với những người cư sĩ trong một số những cái bài pháp trình bày á, mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng là chỉ có một cái việc là mình chết do bởi hết tuổi thọ không thôi. Bởi vì chết vì hết tuổi thọ nó chỉ là một trong số những cái thứ đó thôi. Hoặc là chết vì hết phước, chết vì hết tuổi thọ, nó chỉ là một và hai chi phần ở trong đó thôi. Có một cái mà phải nói là sợ nhất, đó là chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử tức là một cái sự cắt đứt sinh mạng diễn ra một cách bất thình lình, do một cái nhân duyên nào đó nó chợt đến và nó cắt ngang luôn, nó cắt ngang. Chúng ta phải nghĩ đến cái thứ tư này nè thì mình mới sợ cái thứ tư. Và đã gọi là bất đắc kỳ tử á, thì nó không chừa một ai, nó không chừa người giàu người nghèo, rồi nhỏ hay là lớn. Cho nên chính vì thế mà đối với
sắc sắc thân này, thưa quý vị. Thật ra nếu như mà chúng ta không thấy được nguy hiểm, không có đáng gì để mà mình phải đầu tư nhiều vào nó một cách thái quá đó, thì không thấy được điều đó thì sẽ luôn luôn ở trong cái tình trạng nắm giữ, chấp thủ đối với sắc pháp nội và ngoại cũng vậy nữa. Mọi thứ xung quanh mình, những cái như là nhà cửa vân vân, cái đó là nói về trên cái phương diện tục đế thôi. Còn ở đây đối với một cái vị hành giả tu tập đó, thì cần phải thấy rõ được cái bản chất của sắc pháp trên khía cạnh thực tại pháp chân đế. Cái này nó còn khó hơn cái hồi nãy, nó đòi hỏi cái trí tuệ của mình phải sâu hơn, phải mạnh hơn thì mới nhìn ra được. Bằng chứng là đối với việc mà chúng ta sinh hoạt ở trong cuộc sống đi đứng nằm ngồi, thưa quý vị, khi mà một vị hành giả để ý kỹ thì vị ấy chỉ thấy được những cái mới đầu á, mình chưa có dễ dàng mà mình nhìn ra được những cái thuộc tính chân đế của sắc pháp đâu. Luôn luôn mình có một cái nhận thức đi kèm do tưởng về một cái thân này, một cái thân này nó di chuyển luôn luôn cái hình dáng, cái hình tướng. Thật ra không phải như vậy đâu, cái đó nó chỉ là cái sự lắp ráp thôi. Đến khi mà cái vị hành giả mà đã tu tập một thời gian thì họ bắt đầu họ thấy được đối với cái thân của họ chẳng qua khi mà tác ý di chuyển co duỗi tay chân, mà những cái hoạt động của thân kể cả về hơi thở vân vân, nó chẳng qua nó chỉ thuộc tính của bốn đại mà thôi. Nó chẳng qua nó chỉ là những thuộc tính của bốn đại mà thôi. Không tin quý vị thử thử làm coi phải không? Quý vị thử tu tập một thời gian coi, rồi để ý coi. Coi cái thân của mình thật ra nó chỉ là như vậy. Thì đây nè, thưa quý vị, đây nè. Đây là cái mà mình cần phải biến trì. Và ở trong cái sự tu tập á, tùy theo cái khía cạnh và cái công hạnh tu của mỗi người mà họ sẽ thấy được nhiều hay ít những cái thuộc tính của sắc pháp. Thưa quý vị, có một số chỗ trình bày á, thật ra sư không có trải nghiệm cái điều này cho nên sư không biết thật sự, chỉ nghe trình bày lại thôi. Tức là ở một số những nơi tu tập có những vị hành giả mà cái sức mạnh của niệm niệm thân mạnh đó, thưa quý vị, đề một sắc pháp mạnh, họ có thể thấy được những cái sắc mà nó rất là tế nhị, rất là tế nhị. Cái dễ nhất đó chính là những cái bốn đại: cứng mềm, nóng lạnh, rồi thuộc tính của di chuyển, nâng đỡ của gió. Cái đó là dễ thấy nhất, bởi vì bốn đại thuộc về nằm trong cái trường hợp là sắc thô. Sắc thô dễ thấy nhất. Còn có một số những trường hợp các vị ấy có thể thấy được những cái khía cạnh khác pháp kinh khủng như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta không có tu tập để mà quan sát đối với sắc uẩn đó, thưa quý vị, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị lầm tưởng
và cái sự chấp thủ đối với sắc uẩn nó sẽ tăng thịnh, nó sẽ tăng thịnh. Và ở đây đòi hỏi mình cũng phải nhìn ra được lúc mà mình bị chấp thủ, lúc mình bị chấp thủ đối với sắc uẩn. Bình thường nếu như mà không chấp thủ thì mình cũng vẫn thấy được những cái thuộc tính của sắc pháp, và kể cả đối với lúc mà chúng ta khởi lên cái sự ưa thích y cứ vào sắc pháp, thì lúc đó chúng ta cũng phải biết, chúng ta cũng phải nhìn ra được cái điều đó, nhìn ra được điều đó. Và đối với cảm thọ cũng vậy, thưa quý vị, đối với cảm thọ cũng vậy. Trong mỗi cái sự sinh hoạt của mình á, trong đời sống á, cái cảm thọ bao giờ nó cũng có mặt hết. Bao giờ nó cũng có mặt. Bởi vì do mình không có để ý đến thôi, cho nên mình không có nhận biết ra được mà thôi. Chứ còn lúc nào nó cũng có cảm thọ, nó cũng có cái cảm thọ đi kèm. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng năm uẩn này nó là một đối với cõi ngũ uẩn là lúc nào nó cũng có mặt, nó cũng có mặt, nó cũng có mặt đồng một lúc, chứ nó không thể thiếu được. Và khía cạnh cảm thọ cũng là một yếu tố, nó đóng vai trò ở trong cái cuộc sống của mình. Những cảm giác về thân, những cảm giác về tâm, những cảm giác về tâm, lúc mà mình vui buồn, lúc mà mình không vui mà cũng không buồn, lúc mình không vui cũng không buồn, đó là những cảm thọ về tâm. Thì pháp này cũng cần phải được nhìn nhận, cần phải được quán xét nữa, thưa quý vị. Vì nếu như mà mình không có hiểu rõ về nó đó, thì mình sẽ bị chấp thủ của nó, mình sẽ bị chấp thủ của nó, và cái sự chấp thủ nó sẽ càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng hơn, nó càng ngày càng tăng trưởng. Đối với tưởng uẩn cũng vậy, đối với tưởng uẩn cũng vậy. Những gì mà mình đã kinh nghiệm được ở trong cuộc sống mà mình biết được sự vật, sự việc ở trong cuộc đời, đó là khía cạnh của tưởng uẩn. Thì cái này mình cũng cần phải nhìn ra được, cần phải nhìn ra được cái sự hoạt động của tưởng uẩn. Bởi vì nếu như mà mình không có nhìn ra được đó, thưa quý vị, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào trong cái tình trạng là mình sẽ bị ảo tưởng và sống theo cái phản xạ thói quen mà mình đã từng kinh nghiệm là chủ yếu, chứ không có y cứ trên cái khía cạnh bản chất thật sự của nó. Mà cái này á, thưa quý vị, nó là một cái đóng vai trò rất là chủ lực ở trong cuộc đời. Tưởng uẩn á, thưa quý vị, tưởng uẩn. Những cái gì mà mình đã từng kinh nghiệm được, mình từng biết, rồi đối với hành uẩn cũng vậy, đối với hành uẩn cũng vậy. Những khía cạnh của tâm lý tạo nên những cái tính chất thiện ác của tâm,
cũng cần phải được xem xét, cũng cần phải được nhìn nhận, quán chiếu. Và nếu như mà mình không thấy được những cái khía cạnh đó thì chúng ta sẽ không nhìn ra được lúc nào khía cạnh nào nó thuộc về những cái tính chất của thiện, những khía cạnh nào nó thuộc về tính chất của bất thiện, bất thiện. Chúng ta sẽ không nhìn ra được. Và tương tự như vậy đối với thức, đối với thức vẫn. Thì trong bốn cái trường hợp sau, đó là thọ, tưởng, hành, thức, thì nó sẽ khó hơn, nó sẽ khó hơn đối với biến tri về sắc uẩn chấp thủ. Bởi vì quý vị biết không, danh pháp bao giờ nó cũng là lãnh vực của pháp trụ tượng, bao giờ nó cũng là vi tế hơn đối với sắc pháp đó. Danh pháp bao giờ nó cũng tế nhị hơn. Mà bốn cái thành phần thọ, tưởng, hành và thức đó thưa quý vị, nó không phải nó sanh khởi một cách riêng rẽ, mà giống như là nó mix lại với nhau, nó trộn lại với nhau. Cho nên khi mà mình tu tập á, trong cái khoảng thời gian đầu á, chúng ta sẽ khó có thể mà nhận diện được mỗi cái một cách cụ thể. Nó giống như là một cái gì đó, nó rất là mơ hồ. Nó rất rất là mơ hồ. Bởi vì phần lớn tất cả những vị hành giả, thưa quý vị, mới đầu tu tập đó, ai cũng bị cái trường hợp như vậy. Tức là họ quán xét về năm uẩn đó, thì họ thấy là dường như nó không có được rõ ràng cho lắm. Nó không được rõ ràng cho lắm. Nó giống như là một cái gì đó, nó rất là mơ mơ ảo ảo, mờ mờ, không có thấy rõ. Điều này là đương nhiên thôi. Bởi vì các ngài hướng dẫn tu tập nói rằng do bởi cái thời gian ban đầu, cái sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ của mình nó chưa có nhiều. Cho nên chính vì thế mà đối với cái sự vận hành của pháp hữu vi, nó diễn ra quá nhanh. Cho nên chúng ta khó bề có thể mà nhìn thấy được mọi thứ một cách rõ ràng. Nó cũng giống như hai cái xe đó, thưa quý vị. Bây giờ mình đứng ở ngay trên đường đó, mà cái xe, có một cái xe nó chạy vù qua một phát, quá nhanh, tốc độ quá nhanh. Chúng ta chỉ mường tượng là nó có một chiếc xe, có cái gì đó nó qua mặt thôi, chứ mình cũng chả biết đó là xe gì, xe lửa hay là tàu bay hay là dĩa bay. Bởi vì cái tốc độ nó quá nhanh. Chỉ khi nào mà nhãn lực của mình và cái tốc độ của mình nó có thể bắt kịp được, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể từ từ mình nhận định được những cái chi tiết nó rõ ràng hơn. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nhìn ra được đó là cái xe lửa chứ không phải là cái xe điện ngầm chẳng hạn. Nếu mà tốc độ mình nhanh hơn nữa là mình vừa nhìn ra được mà mình vừa theo kịp cái xe luôn, kè kế bên, mình biết được xe này là xe số mấy, đang chở bao nhiêu hành khách, và chuẩn bị đi về đâu, vân vân. Nói chung là mình biết càng nhiều thông tin tùy theo cái khả năng của mình. Chính vì thế mà ở cái mức độ ban đầu á, mình có phân vân và mất lòng tin. Bởi vì cái gì cũng vậy, cũng phải từ từ.
Chính vì thế mà đối với một vị hành giả tu tập á, chúng ta thấy ở trong kinh mình vẫn có thể học được. Nếu như mà mình không có hiểu biết về những cái ưu điểm và nhược điểm của chính mình á, thì tốt nhất là mình nên bắt nguồn từ những cái đề mục nó rất là cơ bản, nó dễ trước. Và trong những cái oai nghi được xem như thuận lợi cho cái việc quán sát nhất. Và một trong số những oai nghi mà tiện lợi nhất đó chính là oai nghi ngồi, thiết già. Bởi vì trong lúc đó, thưa quý vị, các căn của mình được nhiếp lại, đóng lại hết, nhiều, giới hạn một cách tối đa. Cho nên lúc bây giờ cái nội lực của tâm của mình nó yếu á, thì nó vẫn có thể thấy được những gì đang xảy ra một cách rất là cơ bản nhất. Rồi từ từ mình luyện tập nâng đỡ cho niệm lực của mình nó mạnh á, thì lúc bây giờ chúng ta có thể thay đổi oai nghi, mình có thể chánh niệm được, nhưng mà mình vẫn bắt kịp được đối với sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn trong oai nghi đi. Lúc bây giờ chúng ta vẫn có thể theo kịp được, chúng ta thấy được những cái tác ý, những cái tác ý đứng dậy, bước đi. Rồi từ từ, thưa quý vị, từ từ mình tập đến một thời gian thì chúng ta có thể sinh hoạt rất là bình thường, như là mình nói chuyện với người khác, rồi đi đứng nằm ngồi một cách tự nhiên trong cái đời sống sinh hoạt. Nhưng mà bắt kịp được những cái sự vận hành của sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì chỉ có con đường đó, đối với vị hành giả mà thấy được bản chất của năm uẩn rồi, thì từ từ đó, thưa quý vị, cái sự chấp thủ đối với năm uẩn nó sẽ yếu dần đi, nó sẽ yếu dần đi, nó sẽ yếu dần đi. Mà chúng ta tu tập 1 giây 1 phút đó, là đồng nghĩa với mình đang buông ra được một chút. Và cứ từ từ như vậy, cứ từ từ như vậy, cho đến khi nào mà mình buông bỏ một cách hoàn toàn, không còn bị vướng vào trong bất cứ đối với sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong năm cái khía cạnh của pháp phủ vi này, mình không có bị kẹt vào trong cái nào hết đối với năm năm pháp này. Trong trường hợp như vậy, thưa quý vị, chỉ có nơi một vị A-la-hán mà thôi. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng đối với một vị A-na-hàm á, dầu cho có chứng đắc được các tầng thiền định với mức độ tam đạo, chẳng hạn như ngài Anuruddha, ngài nói rằng với thiên nhãn thuần tịnh, có thể nhìn thấy được 1.000 thế giới như trong lòng bàn tay, thì thưa quý vị, đó vẫn còn bị kẹt lại, vẫn còn bị thủ đối với sự biết và thấy của chính vị ấy, vẫn còn bị kẹt lại tới mức độ đó mà vẫn còn bị kẹt lại. Chính vì thế mà ngài Sariputta, ngài đã đưa ra một cái lời nhắc nhở, gợi ý, đó chính là sự kiêu mạn của hiền giả. Ngài chỉ ra cho thấy được ngay chỗ đó là sự nắm giữ đó, nó có ngay tại đó.
ngay cái câu mà ngay cái tư duy, ngay cái suy nghĩ đối với thiên nhãn thuần tịnh, tôi thấy được 1.000 thế giới đến mức độ là một vị A-la-hàm vẫn còn bị kẹt, thứ vẫn còn bị kẹt đối với danh pháp. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta không có biến tri được năm thủ uẩn á, thì chúng ta vẫn còn chưa có hiểu được cái bản chất của sự khổ một cách đầy đủ. Và chỉ khi nào mình thấy được một cách trọn vẹn cái sự nắm giữ cái năm uẩn dưới mọi hình thức trong cái đời sống của mình, thì lúc ấy xem như là mình, vị ấy mới được gọi là biến tri một cách hoàn toàn đối với khổ đế. Đó là cái ý nghĩa của cái bài học ngày hôm nay, đó là năm pháp cần phải biến tri, Pariññāya Dhamma. Và bây giờ thì con xin phép được chấm dứt cái phần giảng ở đây, và phần còn lại cũng cung thỉnh thực ở các đẳng siêu phụ tuệ siêu sẽ cùng với Chư Tăng để mà thảo luận ngõ hầu làm rõ thêm nội dung của bài học Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sa thú phi thường là cái quy định. Bạch Thư Tòa Thừa Sư, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thư Tòa Thừa Sư nghe được cái thỉnh, Thư Tòa Hoàng thì trả lời cho câu thơ luận số 1. Dạ, Bạch Thư Tòa Thừa Sư, trong Hán Tạng đó, khi mà nói về tứ đế, ngoài cái sanh là cổ, già là cổ, bệnh là cổ, thì thường có câu là cổ ấm, xí thành là cổ. Ở bên kinh điển Pali thì chúng ta không nói ngũ ấm xí thần, mà chúng ta nói là tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Thì như vậy hai cụm từ đó nó có tương đương hay không, hay là cái ý niệm về ngũ ấm xí thần nó khác với chấp thủ năm uẩn, xin lỗi, nó khác với năm thủ uẩn là khổ. Kính thỉnh thì tổ hoàng nghị giải rõ về điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Tất cả chư tôn đức kính thưa quý vị, ngũ ấm xí thạnh nó cũng đồng nghĩa với năm thủ uẩn, bởi vì cái chụp bay chắc thành tháng ở trong tiếng Hán đôi khi sẽ ngủ ấm hay là ngủ uống, cho nên trong vấn đề này nó cũng đồng nghĩa, chứ nó không có cái gì nữa khác. Có lẽ là trong Hán Tạng thì họ cũng dịch từ ở trong bản kinh là Đức Phật Ngài nói về khổ đế, tức là bên chúng ta đã nắp thanh thà. Thì cái câu trả lời của chúng tôi chỉ tóm tắt là như vậy thôi.
Thực sự cái ý niệm về chữ xí thành đó là có một số các vị đặc biệt quý thầy bị bắt thông hay giảng là nếu mà ngũ uẩn nó bình thường thì không có khổ, nhưng mà tại vì có những cái nó tăng thịnh hơn những cái khác thành nó tạo ra sự xáo trộn. Họ giải thích xí thành như vậy, nó có trong hay là đã năm uẩn thì khổ rồi, không nhất thiết là phải dùng đến chữ xí thành. Xin thì đồng quan hệ trở lại nói rõ thêm gì nữa. Tính bệnh chi tăng nếu như chữ xí thành mà mấy thầy ở bên Bắc Tông giải thích như thế thì nó không có ở trong tạng Pali. Ở trong tạng Pali một là nói đến ngũ uẩn Panchakhandha, Panchakhandha thôi, hai là Panchupadanakhandha là ngũ thủ uẩn là khổ. Đã là năm uẩn á, ngoài năm uẩn ra không còn có một uẩn nào khác, cho nên nó tăng là nó tăng cái gì? Ví dụ như bây giờ nói đến sắc uẩn, nếu sắc uẩn á lấy chủ yếu là đất nước lửa gió, đất mà nó thịnh lên thịnh nhiều hơn nước lửa gió thì như vậy nó cũng tạo ra bệnh. Nước nó xí thịnh là nhiều hơn đất lửa gió thì cũng tạo ra bệnh. Lửa trong thân tức là nóng á, xí thịnh nếu mà cái chất hỏa mà xí thịnh thì đương nhiên là sanh bệnh. Thì chất gió cũng vậy. Có lẽ là họ dùng cái chữ xí thịnh ở đây là họ ám chỉ cho sắc uẩn kiểu đó. Nhưng ở đây đối với bốn dịch quân thì không thể nào nó to lên được nữa, không thể nào nó thịnh hơn được nữa. Là bởi vì thọ uẩn là thọ uẩn. Thọ uẩn là tâm sở thọ, tưởng uẩn là tâm sở tưởng, hành uẩn là 50 tâm sở còn lại. Thức uẩn là chỉ có thức thủ uẩn, đây là chỉ cho tâm diệt thế. Thì hãy một sắc na tâm của bà đó ý chí phân ra sanh trụ diệt thì cũng chỉ là sanh trụ diệt thôi. Từng sắc na bốn dinh uẩn đó theo một sắc na khánh áp thì sanh trụ diệt vậy, thì không thể nào mà gọi là lớn hơn. Còn nếu mà chúng ta nói khổ về tướng dinh quẩn á, thì ở đây vì rằng nó là cảnh phiền não, tất cả tâm hiện thế đều là cảnh phiền não sanh lê ska, là cảnh thủ Padaniya Thamma là lãnh thổ. Vì rằng nó là cảnh phiền não, cho nên nó nằm ở trong cái gọi là khổ đế. Còn nói về tâm bất thiện, bất thiện nói chung, tức là hễ tâm bất thiện mà được ba căn bất thiện của tham sân si mà ám ảnh được chi phối thì tham sân si là lửa, lửa tham lửa sân lửa si nó đốt nấm, thì dầu cho ít nhiều gì cũng là khổ. Nên không thể không có trong Bali cái vấn đề mà ngũ uẩn si thành là khổ.
Ở đây chúng ta chỉ cần nói theo trong kinh Pali thì Panchupadanakhanta là khổ, là vì khi mà một kẻ vô văn phàm phu có cái thân ngũ uẩn này và thân ngũ uẩn được chấp thủ, bị chấp thủ là ta là của ta, là tự ngã của ta, do bị chấp thủ như vậy cho nên nó phát sinh khổ. Ở trong đó tất nhiên chúng ta sẽ nghe đến từ gọi là tâm tố, tâm kinh gia của vị A La Hán. Tâm tố như vậy thì làm gì một vị A La Hán có cái sự chấp thủ muốn muốn được. Nhưng ở đây chúng ta nên nhớ rằng là tâm của vị A La Hán vẫn còn bị là cảnh thủ do cái chúng sanh khác, họ chẳng hạn như là cái chúng sanh khác khi họ gặp vị A La Hán, họ khởi lên cái tâm tham luyến hoặc là cái tâm sân giận vị A La Hán, rồi họ đánh đập vị A La Hán, vân vân. Cho nên vị A La Hán ngài cũng không có thoát khỏi cái sự khổ do thân khổ, mặc dù tâm thì không khổ. Còn nói về sắc quẩn của ngài đó, thì ở đây sắc quẩn này ngay trong kiếp sống hiện tại, khi vừa kiếp sanh thức, tức là lúc tục sinh, thì vị đó chưa phải là vị A La Hán, cho nên sắc quẩn đó nó vẫn bị chấp thủ mà tạo nên, nghiệp thức chấp thủ trong quá khứ mà tạo nên cái thân sắc quẩn hiện tại. Và do vì cái nghiệp thủ trong quá khứ tạo nên cái ngũ uẩn hiện tại, cho nên ngũ uẩn đó mới được gọi là ngũ thủ uẩn, chịu khổ là như vậy. Cho nên kẻ phàm phu chúng ta bị hai cái khổ, một là cái khổ do nghiệp thủ tạo ra ngũ uẩn hiện tại, còn hai là hiện tại do vị phàm phu chúng ta chấp ngã đối với năm quẩn, chấp do tà kiến hoặc là do ái tham chấp mà khổ, thì vị A La Hán không có khổ này. Nhưng mà cái thân ngũ quẩn của vị A La Hán vẫn còn dư tàn, là do nơi cái nghiệp thủ trong quá khứ nó tạo nên, cho nên mới gọi là hữu dư y, gọi là sa upadide upadise sa. Chúng ta thì bị hai cái khổ, khổ ngũ uẩn do nghiệp thủ tạo nên, và cái khổ là hiện tại với ngũ uẩn này có cái sự chấp thủ, ngã chấp thủ ở đó, cho nên mới ngã chấp thủ hoặc kiến thủ phát sinh lên cái sự khổ. Của vị A La Hán thì không có cái đó, nhưng mà còn nó xin được trả lời cái câu hỏi. Sao thưa cái trường thiệu tòa chủ siêu, mà thiệu tòa chủ siêu ngay cả chư tăng bên Nam Tông á, có đôi khi các vị dịch không phải dịch mà các vị nói thoát qua, thí dụ như là thế nào là khổ đế, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, nói tóm lại
Thì khi nói tóm lại đó, thì có vị nói rằng chấp thủ năm uẩn là khổ, thì có vị nói rằng nói tóm lại năm thủ khổ. Thì mình biết ở trong kinh đó là năm thủ uẩn là khổ, thì cái năm thủ uẩn là khổ nó khác với chấp thủ năm uẩn không? Hai cái đó khác nhau thế nào? Chúng ta có cần kinh điểm hay không? Thì tổ Hoan Hỷ trở lại. Ở đây thưa quý vị, khi nãy chúng tôi có trình bày, về hai trường hợp. Năm uẩn này, năm uẩn nghiệp thế, là bị tạo bởi nghiệp thủ, tức là tham và đắc chí ở trong quá khứ tạo nên. Cho nên đối với năm uẩn hiện thế, như vậy gọi là năm thủ uẩn. Thì đối với vị A-la-hán thì vẫn còn hữu duy, niết bàn, còn dư sót năm năm uẩn đó, năm thủ uẩn đó. Còn trường hợp thứ hai là kẻ vô văn phật phu, ngoài cái năm thủ uẩn đã có sẵn khổ, họ khổ thêm một cái nữa là chấp thủ năm uẩn. Nhưng ở trong vấn đề này cần phải được giải thích theo cách tạo từ chữ Upadanasankhara trong tiếng Pali, hễ chữ nào là chủ đạo thì nó sẽ đứng sau, còn chữ nào nó trở thành chỉnh từ cho danh từ đó thì sẽ đứng trước. Không giống như trong tiếng Việt của mình, thí dụ chúng ta nói bạch tượng theo tiếng Hán thì chữ tượng là con voi thì phải đứng sau chữ bạch, cũng giống như tiếng Bali Cetahachi thì Cetah là màu trắng đó, phải đứng trước cái danh từ gọi là Hachi, chứ không phải giống như trong cái tiếng Việt chữ nôm Hán nôm của chúng ta là chữ vô trắng, chúng ta không thể là trắng vô được mà là con vô trắng. Nó khác nhau ở chỗ đó. Do vậy cho nên ở đây xài chữ Upadanasankhara, tức là uẩn, chữ Pachas đứng đầu là năm, chữ Upadanasankhara thủ uẩn, tức là uẩn bị chấp thủ mà có mà thành, uẩn chấp thủ, uẩn bị chấp thủ mà thành. Còn nếu mà nói rằng chấp thủ năm uẩn thì lúc bây giờ chữ chấp thủ đó nó trở thành một động từ rồi, hoặc nếu không trở thành động từ ít nhất thì nó cũng trở thành cái quá khứ vô từ và sẽ đặt ở phía sau, chữ uẩn. Cũng giống như khi mà chúng ta nói chữ học pháp thì học là một động từ,
nghĩa của động từ. Do đó chúng ta xài chữ thăm mát ở bên hana. Chúng ta phải đặt với sao gì? Pháp nó khác, pháp học nó khác. Cho nên ở đây giữa cái chữ thủ quân và chấp thủ năm quân, năm thủ quân và chấp thủ năm quân khác nhau. Một cái là nói năm đến năm quẩn bị chấp thủ, bị thủ tạo thành. Còn một cái là do cái tà kiến nó chấp, chấp năm quẩn, sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn của ta, chúng ta là sắc quẩn. Cũng vậy, thọ tưởng hình thức là ta là thọ tưởng hình thức, trong thọ tưởng hình thức có ta, chúng ta có thọ tưởng hình thức. Cái đó được gọi là chấp thủ. Gọi là chấp thủ. Chấp thủ ngũ uẩn. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì khi một vị nào đó mà họ muốn lấy cái nghĩa Việt, hay gì đó, ngũ thủ quẩn, họ dịch nghĩa ra là sự chấp thủ năng quẩn, đó là một điều sai sót, bởi vì không thể dịch được gì. Thủ quẩn là khác, mà chấp thủ quẩn, chấp thủ năng quẩn là khác. Thế chúng ta ra, nếu mà chúng ta muốn dịch ngũ thủ quẩn thì chúng ta chỉ năm quẩn bị thủ tạo nên, hay là năm thủ thành do thủ. Upadina, upadana, 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 upadana
Cho nên cái chữ năm thủ uẩn và chấp thủ năm uẩn nó khác nhau, nó khác nhau. Chúng tôi cũng thí dụ như trường hợp chúng ta học pháp, pháp học vậy đó. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi người đó nêu là vụ thầy. Sau thủ quy trình thì bạch chúng tôi từ siêu vậy, quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ, bạch chúng tôi một câu rồi sau đó thì nghĩ nói câu, nhưng thực sự ở trong này có tới ba câu. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cũng thời giống nhau chi pháp, nhưng mà có khi chúng ta gọi là năm quân và có khi chúng ta gọi là danh sắc. Dạ, thì nó thuộc về sắc quân, nói về sắc quân và thì nó gồm bốn quân còn lại là thọ tưởng hành thức. Như vậy thì cái khi mà mình đi vào thế Phật học, cái dùng của năm uẩn và cái dùng của danh sắc ấy, nó khác biệt thế nào? Thí dụ như trong thiền quán, khi mà mình nói là quán về năm uẩn với quán về danh sắc,
Nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà tại sao có khi mình nói là danh sắc khi mình nói là năm uẩn? Và ở đây cũng xin thượng tọa Quan Hỷ cho biết một vài cảm nhận thượng tọa khi mà chúng ta nói về danh uẩn á, thì ở trong kinh Tạng mình thấy hình như là thọ tưởng hành thức nó bằng nhau, nó ngang nhau. Nhưng mà phải chăng theo A Tỳ Đàm á, thì thức uẩn thuộc về tâm á, thì nó lại quan trọng hơn, nổi trội hơn, và thọ tưởng hành nó thuộc về thuộc tánh, và nó thuộc về những chúng ta gọi là tâm sở hay thuộc tánh á, thì cái đó là nó một phần của tâm. Thì như vậy phải chăng theo A Tỳ Đàm thức uẩn nó đóng vai trò chủ yếu quan trọng hơn không? Và câu thứ ba mà ở trong câu hỏi này đó, phần thứ ba đó là cũng hỏi thượng tọa là tại sao mà trong kinh Tạng á, thì chúng ta nói tới nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, thì chúng ta nói cũng nhiều đó, nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì ngũ song thức á, so với trong điều độ trong cái đồ biểu của tâm thì ngũ song phước thức chỉ là một phần rất nhỏ mà không được nổi trội như là về cái thức còn lại gọi là ý thức. Xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ cho một vài suy nghĩ của thượng tọa về những điểm này. Kính thỉnh thượng tọa thực sự. Lúc đầu thì chúng tôi rất mừng từ tội giá đẳng cho chúng tôi trả lời với ông thứ ba này thì tôi đi nghỉ. Nhưng mà khi chúng tôi đọc lại trong cái câu phổ lượng thứ ba đó, thành ra đã ba câu, nếu chúng tôi trả lời hết ba câu này còn cái mai cái kia thì nó thành ra năm câu, chắc cũng hết giờ. Tọa giới đẳng cũng hay bắt bắt tướng ngoài trận người cũng cũng hay đấy. Đó là vấn đề thì để trả lời cái câu thứ nhất của bà ba A đó. Thì cùng một chi pháp nhưng mà năm uẩn về danh sắc có khác biệt gì? Thì ở đây thưa quý vị, nó không có khác biệt gì hết. Chỉ có điều là những lúc mà cần phải đề cập đến năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó, bởi vì dựa vào trong cái sự chấp thủ của chúng sanh. Chúng sanh khi mà chấp sắc uẩn thân kiến về thất sắc uẩn, thân kiến về thọ uẩn, thân kiến về tưởng uẩn, thân kiến về hành uẩn, thân kiến về thức uẩn, chứ không có cái trường hợp là thân kiến về danh sắc, không có. Cho nên cái thân kiến sắc ai với thí để chấp thành năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Vì vậy cho nên để phá cái ngã chấp này là cái vấn đề năm uẩn cần phải quán thấy là vô thường, khổ não, vô ngã được nói đến. Còn ở trong trường hợp từ gọn hay nói đối với trường hợp mà không có đề cập liên quan gì đến cái vấn đề ngã chấp đó, mà chỉ là một cái nhìn thực tại của một vị hành giả, hành tuệ quán thường là xài chữ na na mát, như na mát tới cả hát hay là na mát bát chỉ giác,
Medici đó. Hiểu đi. Cái đàm á. Nam mắt và rất là nha ná, tức là cái tuệ mà phân biệt danh sắc, hay là cái tuệ tìm ra duyên danh sắc. Lúc bây giờ chỉ nói danh sắc cho nó gọn, danh nó thuộc về cái phần tâm, sắc thuộc về cái sắc quẩn, danh thì nó thuộc thọ quẩn tưởng quẩn, quẩn thức quẩn. Cho nên cùng cả hai cái ý nghĩa cùng chi pháp giống nhau, nhưng mà tùy theo chỗ mà xài đó là vấn đề thứ nhất. Chúng tôi xin trình bày cái câu thứ hai đó, cùng là dân quân nhưng thức quẩn ở đây là tâm. Trong lúc mà thọ tưởng hình thức là thủ tánh thì phải chăng thức của người quan trọng. Ở đây thưa quý vị, chúng ta thấy là như vậy, nhưng mà theo trong nhiều pháp thì bốn dinh quẩn nó có tứ đồng, tức là tâm tâm sở có tứ đồng. Ekapada là đồng sanh, đồng sanh lên được. Ekanirodha là đồng diệt, hãy mà đồng sanh trong một sát na thì khi sát na nó diệt đó thì bốn dinh quẩn đồng diệt. Ekaramana tức là đồng biết cảnh, tâm là tâm sở hay là danh, hay là dinh quẩn, bốn dinh quẩn đồng biết một cảnh. Hãy thọ tưởng hành thức đó biết cảnh sắc, biết hết cả bốn. Trong một sắc na tâm thọ tưởng hành thức biết cảnh thinh thì cả bốn nó đều biết cảnh thinh giống nhau. Rồi e có bát thức nó cũng cán, tức là đồng đương vật. Hãy bốn dinh quẩn của nhãn thức thì đương nhãn vật, bốn dinh quẩn của nhĩ thức thì đương nhĩ vật, bốn dinh quẩn của tỷ thức thì nương tỷ vật, bốn dinh quẩn của thiệt thức nương thiệt vật, bốn dinh quẩn của thân thức thì nương thân vật. Ba ý giới và tất cả tâm ý thức giới ngoài bốn quả vô sắc, bốn tầng quả vô sắc thì ý giới và ý thức giới cùng với các cái danh quẩn sở hữu phối hợp với chúng đồng đương nơi sắc ý vật. Cho nên ở đây chúng ta thấy bốn cách đồng của tâm và tâm sở thì chúng ta thấy bốn dinh quẩn này không có nào hơn kém. Và chăng khi mà chúng ta học về duyên hệ và thanh án thì nói đến tương ưng duyên câu sanh hữu tương tương ưng, câu sanh hữu sanh
hỗ trợ tương đương duyên. Thì ở đây chúng ta nói 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2, 2 kia trợ 2 này. 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2. 1 trợ 3 là như thế nào? Họ vẫn nó trợ cho tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn bằng cách tương duyên. Thì tưởng quẩn cũng trợ cho thọ hành thức bằng tương duyên. Hành trợ cho thọ tưởng thức bằng tương duyên, thức cho, trợ cho thọ tưởng hành bằng tương duyên. Đó là 1 trợ 3. 3 trợ 1, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành trợ cho thức. Rồi thọ, rồi tưởng hành thức trợ cho thọ, rồi hành thức tưởng thọ trợ cho tưởng, hướng diện 1 trợ 3, 3 trợ 1. 2 trợ 2 là gì? Thọ tưởng trợ cho hành thức, hành thức trợ cho thọ tưởng. Cứ xào đi xào lại thì cứ 1 trợ 1, 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây, khi mà đề cập đến sanh tử, thì trong trường hợp này trong bốn danh quẩn, quẩn nào cũng có thể làm tăng duyên để trợ cho bằng quẩn kia cả. 1 trợ 3, chứ không phải chỉ có thức quẩn mới trợ được cho thọ, mà thọ tưởng hành thì không có trợ được cho thức, không phải. Cho nên nếu mà ý cứ vào hai cái sự kiện vừa nói trên đó, thì không phải là thức quẩn quan trọng hơn thọ tưởng hành đâu. Nếu không có thọ tưởng hành này, thì thức quẩn nó sẽ không làm việc được, nó sẽ không sinh khởi được, không sinh khởi được. Bởi vì chỉ có một quẩn thì sinh khởi. Trong năm quẩn đó, sắc quẩn có thể khởi lên mà không có thọ tưởng hành thức, không có bốn danh quẩn được. Như là sắc quẩn của vị Phạm Thiên vô tưởng, không cần phải đồng sanh với thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức một tứ danh quẩn có thể sanh khởi không có sắc quẩn được, cũng được. Đó là trường hợp vị trời Phạm Thiên ở vô sắc. Nhưng mà đối với bốn danh quẩn thì sẽ có thì có hết, không thì không hết. Chẳng hạn như cái cõi vô sắc không có sắc quẩn, nhưng mà phải có đủ cả bốn danh quẩn chứ không thể nào thiếu. Còn cái cõi vô tưởng đó chỉ có sắc quẩn thôi. Nhưng nói đến vô tưởng asanya, asanya thì chúng ta cứ nghĩ rằng là ở cõi đó chỉ có thiếu tưởng quẩn, nhưng mà vẫn còn thọ tưởng, thọ hành thức. Không phải vậy thưa quý vị, chỉ là nó đại diện, tưởng đây là đại diện. Cho nên vô tưởng có nghĩa là không có luôn cả thọ tưởng hành thức. Vô sắc asanyasta là như vậy. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu không thể có cái
cái gọi là thức quẩn, thứ danh quẩn nào cũng quan trọng hơn danh quẩn nào. Mặc dù nói rằng thức quẩn là tâm và thọ tưởng hành là 52 thuộc tánh, là sở hữu của tâm, hay là những cái thành phần cái thuộc tánh của tâm. Mặc dù đó như vậy, người ta thường hay thí dụ thức cũng giống như chiếc xe, tâm cũng giống như chiếc xe, và tâm sở giống như đồ phụ tùng của xe. Thí dụ là thí dụ vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu trường hợp này. Bởi vì tâm sanh khởi mà không có những cái tâm sở phối hợp thì tâm đó nó sẽ không có cái bản, cái tính chất tịnh hảo hay vô tịnh hảo, bất thiện hay là thiện, vô kiến, không thể phân biệt được như vậy. Bởi vì nó là thuộc tánh, nhưng mà nhờ những cái thuộc tánh đó tâm mới phân định được có thiện, có bất thiện, có vô kiến, có tâm quả, tâm tốt. Bây giờ chúng tôi nói đến cái câu thứ ba, cùng là thức quẩn. Tại sao trong kinh tạng nói nhiều về nhãn thức, chỉ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức? Nhưng A-tỳ-đàm thì ngũ sân thức chỉ là một phần rất nhỏ. Ở đây thưa quý vị, ở trong kinh tạng nói nhiều về nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, rồi có thêm ý thức nữa, tức là đối đến cái việc mà thu thúc của pháp môn, thì thu thúc lục căn đó, nhãn căn, nhĩ căn, nhĩ tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, thì xem như là nhãn thức là cái biết của mắt, nhĩ thức là cái biết của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, vân vân. Thì vì ở trong kinh tạng thì hay nói nhiều về các cái giác quan bất cảnh, từ đó xúc sáu xúc nó sinh ra sáu thọ, sáu thọ sinh ra sáu tưởng, sáu tưởng sinh ra sáu tư, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới nghe nói nhãn thức, chỉ thức, vị thức, thiệt thức, thân thức. Còn trong A Tỳ Đàm thì tại vì nói theo cái mắt thực tính, trong A Tỳ Đàm thì nói theo pháp thực tế là như thế này. Là vì ở trong cái biểu đồ tâm thức á, tức là lộ trình tâm, thì lại nói nhiều đến cái ý mô, lộ tâm ý mô, tức là ý giới, ý thức giới, nó ý thức giới. Và nếu mà lộ tâm ngũ môn nó bị nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, thì nó chỉ có 120 lộ trình tâm ý mô ngũ môn thôi. Trong đó thì 430 lỗ tâm ý môn,
Quy lộ tâm ý môn này nó thuộc ý thức giới rộng lắm. Ý thức giới gồm có cả những cái động lực thiện, bất thiện và vô vi. Và những cái động lực thiện đó nó có thiện dục giới, thiện sắc giới, vô sắc giới, thiện xu thế. Cho nên cái lộ ý môn có lộ đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, có lộ tâm đắc đạo quả, nhập thiền quả, lộ tâm nhập thiền diệt. Tất cả những cái gì xảy ra ở trong cái đời sống sinh hoạt tâm linh với cái sự tu tập tu tiến đều là do nơi ý thức cả, do nơi ý thức hết. Cho nên ý thức được đề cập nhiều hơn là nhãn thức, ý thức, ý thức, ý thức, thân thức. Vì nhãn thức, ý thức, ý thức, thiệt thức, thân thức cũng chẳng qua đó chỉ là năm tập tâm quả vô nhân, năm tập tâm quả vô nhân. Và cái bản chất chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng một cách vô trí. Nhưng mà ý thức giới đó, thì nó cảm nhận được cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc bằng một cách có trí, có vô tham sân vô si hoặc là tham sân si. Vì cái tầm quan trọng của ý thức như vậy cho nên được nhắc đến nhiều ở trong Hoa Tỳ Đàm. Còn nhãn thức, nhãn thức, nhãn thức, thiệt thức, thân thức, ngũ phụ thức này chỉ là tâm quả vô nhân, chỉ là tâm vô tình hảo thôi. Cho nên không có cần gì phải nói nhiều, mặc dù có đề cập đến lộ tâm ngũ phụ Panchadvara. Quý thị, Panchadvara quý thị, nhưng mà chỉ căn bản là 120 lộ. Chúng tôi xin được trả lời qua câu thảo luận số 3, 3A, 3B, 3C. Trình bày như vậy, Nam Mô Bổn Thầy. Xin thỉnh thủ lĩnh đánh thân. Sao thưa quý vị, thỉnh thưa tổ sư đi nghỉ. Và đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính nhìn thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ. Đại đức Pháp Tính ở đây chúng ta thấy năm pháp cần phải biến tri, tức là năm thú quẩn. Như vậy phải chăng là mình nên biết rõ về thân tâm của chính mình? Và nếu mình muốn biết rõ về chính mình thì mình nên làm thế nào? Kính thỉnh đại đức Pháp Tính quan hệ chia sẻ và suy nghĩ với đại đức Pháp Tính về điểm này. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu thượng tọa Giác Đẳng, là thượng tọa Minh Thành, ngài đại đức quy niệm cùng chư tôn đức tăng, kính quý cô tu nữ cùng các vị thượng nam thánh nữ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tin hiệu rõ. Qua câu thảo luận số 4, hỏi rằng năm cái thủ quẩn này là cái năm pháp cần phải biến tri. Thì cái điều này là nên biết rõ chính mình, hay là làm thế nào để biết rõ thân tâm? Thì kính thưa quý vị, thật ra thì đối với năm cái pháp mà cần phải đứng tri, là chúng ta cần phải có cái sự mà hiểu rõ, mình hiểu rõ. Mình hiểu rõ ở đây là như thế nào. Thí dụ như đối với sắc pháp, đối với thủ, đối với năm cái pháp này, ngũ quẩn thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Mà thủ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự chấp
chấp vào năm cái nhóm này, năm cái nhóm pháp này. Thì nếu mà nói một cái cách thông thường đó, để mà cho chúng ta dễ hiểu đó, thì thí dụ như đối với ở trong cái thân tâm này, thì mình biết cái cơ thể này là nó là sắc pháp. Thí dụ như cái thân thể này nó thuộc về sắc pháp, nó phải chịu ảnh hưởng do thời tiết, do cơm nước, hoặc là do cái sự thay đổi của nghiệp của tâm. Thì chúng ta phải có sự hiểu rõ về cái điều này, để chi, để mình không có chấp chặt là vào những cái gì mà nó thuộc về mà ở trong Atthira mình gọi là cái sắc quẩn. Thì nếu mà nói một cách thông thường thì mình nói là cái thân này, rồi đối với những cái pháp còn lại cũng vậy. Đối với thí dụ như là thức quẩn, hoặc là thọ quẩn, hoặc là hành quẩn, tưởng quẩn cũng vậy. Chúng ta cũng phải hiểu rõ nó là do cái do cái nhân, do cái nghiệp nó tạo. Chứ chúng ta nếu mà chúng ta mình không có hiểu được cái điều này đó, thì mình luôn luôn mình có cái sự chấp thủ, mình chấp thủ từng pháp một. Thí dụ như bây giờ mình cứ nghĩ rằng là do mình có cái kiến thức, hoặc là mình có cái sự mà nhớ, mình nhớ lâu, hoặc là mình có cái sự thông minh rồi này kia vân vân. Nhưng mà thật sự ra đó, những cái pháp này nó đều do duyên mà nó tạo, thành ra đó, nếu mà chúng ta có được, thí dụ như bây giờ chúng ta có được cái thân tướng nó đẹp đi, mình có được cái thân tướng nó đẹp đi, thì là do cái nghiệp nó sanh lên, hoặc là do những cái nhân hiện tại này, thí dụ như là tâm, hay là thời tiết, hay là vật thực mà nó sanh lên. Hoặc là đối với cái cảm thọ, thì mình hiểu rõ được cái cảm thọ này là do một cái điều kiện gì đó nó tác động đến, nên mình bị cái thọ khổ, hoặc là do một cái điều kiện ở bên ngoài nó tác động đến mà chúng ta được chúng ta nhận lãnh cái thọ lạc. Thì mình học về cái năm cái pháp này á, để làm chi? Để mình hiểu rõ từng cái cảm giác nào đó nó sanh lên, từng cái cảm giác nào đó nó sanh lên, mà chúng ta biết rằng là do những cái nhân ở trong quá khứ, hay là những cái nhân ở trong hiện tại mà nó sanh lên đó. Cũng như quý vị thấy rằng, nếu mà ở ngoại đạo á, thì người ta người ta không có hiểu được cái điều này, nên người ta rơi vào cái tà kiến, hoặc là cái sự chấp thủ. Thí dụ như ngoại đạo á, nói rằng là các cái cảm thọ nó sanh lên á, đều là do cái nghiệp quá khứ, do cái nghiệp quá khứ. Thì cái điều đó nó không phải. Có trường hợp những cái cảm thọ nó sanh lên là do cái nghiệp quá khứ. Thí dụ như những người nào mà đời trước từng hành hạ người khác, chúng sanh khác, thành ra bây giờ bị cái sự nhiều bệnh, nhiều cái sự đau nhức, thì trong cái trường hợp đó là do cái nghiệp quá khứ nó sanh lên. Hoặc là có những cái chúng sanh mà bây giờ thí dụ như là chúng ta ngay trong cái hiện tại này, mà chúng ta không có thí dụ như mình không có biết dè chừng, không có biết tri túc, không có biết kiên cử, thành ra thí dụ như là chúng ta ăn uống đồ nó không thích hợp, hoặc là trái gió trở trời mà chúng ta đi ra bên ngoài đồ này kia, thì nó ảnh hưởng với thời tiết, thành ra nó làm cho mình phát sinh những cái bệnh hoạn, cảm thọ khổ đó. Hoặc là đối với ngoại đạo, trời nóng mà hơi lửa, trời lạnh mà ngâm mình ở dưới sông Hằng, thì những cái điều kiện đó nó sẽ cho cái khổ thân, rồi nó dẫn đến cái sự khổ tâm. Thì một người á, mà tu tập á, mình cần phải biết rõ những cái pháp này, những cái quẩn này, những cái pháp này do cái điều kiện ở trong quá khứ, là có nghĩa là cái nhân ở trong quá khứ nó sanh lên, hay là do cái nhân ở trong hiện tại, hoặc là do mình có thu thúc nên mình được cái sự hạnh phúc,
hoặc là mình không có cái sự thu thúc, thành ra mình phải nhận lãnh cái sự đau khổ. Thì đó là chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải biết rõ những cái pháp này, để chi, để chúng ta mình có cái sự mà giống như là mình bảo hòa giữa cái thân tâm này, mình không có làm những cái gì mà nó quá độ, mình cũng không có làm những cái gì mà để mà nó thiếu thốn quá, nó sẽ ảnh hưởng đến thân tâm này. Thành ra do từ đó đó mình mới tiến đến cái sự tu tập cho nó điều hòa cái thân tâm này, đối với cái ngũ uẩn này. Thì nhờ như vậy đó thì chúng ta mới phát sanh cái trí tuệ, chúng ta thấy rõ đâu là cái nguyên nhân mà nó sanh mình đau khổ, đâu là cái nguyên nhân nó đem đến hạnh phúc, đâu là cái con đường để mà chấm dứt tất cả cái sự khổ này. Thì mình muốn đạt đến được cái điều này thì trước tiên là chúng ta phải có cái sự biến tri, có nghĩa là chúng ta biết rõ những cái pháp này. Thì như vậy đó, thì ở trong cái câu thảo luận này thì nói về năm cái pháp mà ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn này đó, là chúng ta biến tri, là có nghĩa là chúng ta phải biết rõ về để mà chúng ta có cái sự mà điều hòa giữa thân tâm của chúng ta, để mà chúng ta không có đi đến cái sự quá độ, hoặc là giống như là ở trong cái con đường trung đạo mà mình không có đi đến cái sự lợi dưỡng hoặc thái hóa gì đó, là chúng ta biết được chúng ta đi theo cái con đường trung đạo. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái chân định có tính. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật dạy về năm thủ uẩn thì điều đó cũng có nghĩa là dạy về toàn bộ cái khổ, gọi là khổ đế. Bởi vì trong kinh chữ Pháp Luân có câu là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, thương phải xa là khổ, gắt phải gần là khổ, muốn không được là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và nói tóm lại, chấp thủ năm cũng là khổ. Và dĩ nhiên là chúng ta cần hiểu rõ về bản chất đau khổ của đời sống. Khổ đó là gì? Khổ đế là gì? Như một người có bệnh mà không biết về căn bệnh của mình. Nhưng mà thưa quý vị, nói về năm uẩn thì như chúng ta đã được nghe Chư Tăng trình bày, thì hôm nay là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn đó, nó là pháp nhân và pháp quả. Pháp nhân đó, tức là năm cái tượng của chấp thủ, và quả đó là cái kết quả của năm chấp thủ. Lấy ví dụ như là Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, nếu có ai đó mà đem lá ở trong chùa Kỳ Viên mà gom lại đổ xuống hố hay là đốt đi, Chư Tỳ Kheo có buồn không? Bạch Đức Thế Tôn không. Tại vì con không nghĩ đó là ta, là của ta, là tình cảm của ta. Nhưng mà thưa quý vị, những gì mà chúng ta buồn, chúng ta khổ, lấy ví dụ như là mình nói về mình là người Việt Nam, ai đụng chạm tới người Việt Nam mình giận. Mình là một vị Phật tử mà ai nói xấu Phật giáo thì mình giận. Mình là người da vàng, ai nói người da vàng là người kém văn minh thì mình giận. Cái giận đó, nó đến từ cái nhận thức đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nói cách khác, nó thuộc về ngã, ngã sở, mạng tùy biến. Bây giờ chúng ta nói thêm là đây là một cái thế giới rất là phức tạp. Và phức tạp lắm. Khi mà mình nói về sắc uẩn chẳng hạn,
như chúng tôi làm trụ trì một ngôi chùa, làm trụ trì thì không có đơn giản là khi mình nói về sắc quẩn là mình nói về cái thân của mình, mà mình còn nói cái sự chấp thủ nó liên quan đến vật chất nữa. Giả sử như mình làm trụ trì một ngôi chùa mà ở phía sau là có mấy chỗ hoa chỗ kiển đó mà ai lấy thì tự nhiên trong trong mình phiền não, mình nói bực bội tại vì sao, mình nói là cái đó là của mình, cái đó là của mình. Hay hoặc giả là chúng tôi sống ở trong cái cộng đồng ở tại Houston có nhiều tôn giáo mà có ai đó chê Phật giáo, tự nhiên mình bực bội, mình khó chịu, mình nghĩ người được quỷ bán đạo của mình, thì cái ý niệm về ta, về của ta nó không đơn giản nằm ở trong cái phạm vi thân và tâm của mình, hay là ở trong phạm vi một ngôi chùa, mà nó vượt ngoài và nó đi xa hơn là mình nghĩ. Và cái chấp thủ rộng lớn đó, đó nó khiến như chúng ta dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng bị đau khổ, và mình nên hiểu, và mình nên hiểu hiểu cái độ vừa phải vừa chừng của nó. Bởi vì ngày Xá Lợi Phất này có nói rằng khi có ai họ chỉ trích mình thì mình chỉ biết là âm thanh là nhĩ thức, chứ đừng có đi xa hơn, biết đó là lời nói, và lời nói đã được nghe, được nhận thức, đơn giản vậy thôi. Khi mà một người nào đó chỉ trích người Việt Nam là xấu thì chúng ta có thể nổi giận, nhưng mà không phải nghĩa là mình giận như vậy thì làm cho người Việt Nam tốt hơn, hay là người ta nói xấu có nghĩa là tất cả người Việt Nam là xấu, hay là cái cách nói phê bình chủ quan của người ta thì có nghĩa là người ta có thể làm xấu hết người Việt Nam. Không phải như vậy. Nếu chúng ta suy nghĩ cho cùng thì như ngày hôm nay ở trên thế giới cũng có nói là Mỹ thế này, Mỹ thế kia, nhưng mà điều đó không có nghĩa là người Mỹ như vậy. Mỹ xô có đốt, nhà dục có nơi. Không phải là ở Mỹ chỗ nào đi đâu cũng là bị bắn, bị khủng bố như chiến tranh, nhưng mà cũng nghĩa là Mỹ là an toàn hoàn toàn. Nó có nơi, có chỗ, và nó có nghiệp, có duyên của mỗi người. Nên về điểm này đó, chúng ta cần phải biến nhà kim và cái nhìn và tương đối cho nó tương tự. Thì thưa quý vị, đó là về điều chúng tôi muốn chia sẻ thêm tiếp theo lời của Chư Tăng. Và bây giờ thì kinh xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Râm Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sinh đã vào Râm để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha, dạ Nhật Bình, kính cảm ơn Xích Hoa Nguyệt và đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Sa ti lo cam bi ye sa ta chi
Oh.